Bảo Bảo cũng như Snowy và Evo chạm người từ Rap Acoustic phần 4, và lần này thay vì quay ở trong studio như những lần trước đây thì chúng tôi mang đến cho các bạn một không gian thật là mới mẻ, có hải đăng, có biển cả và có bầu trời thật là thoáng đãng như thế này. Mình hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm thật là mới mẻ. Và bây giờ Rap Acoustic 4 xin được phép bắt đầu biểu diễn.